Vừa qua, huyện Thanh Oai tổ chức chung khảo liên hoan các đội tuyên truyền măng non tìm hiểu luật trẻ em, tổng kết hoạt động hè năm 2023 và ngày hội STEM thanh thiếu nhi Thanh Oai. Thời gian qua, ban chỉ đạo hoạt động hè từ huyện tới các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thanh Oai đã triển khai đồng bộ, có hiệu quả nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa dành cho thanh thiếu nhi trên địa bàn, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động, từ đó nâng cao trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền, các cấp, các ngành về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em. Được sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, tháng hành động vì trẻ em, hoạt động hè và công tác chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em trên địa bàn huyện đã được tổ chức đa dạng, phong phú. 100% các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã duy trì sinh hoạt hè cho trẻ em. Nhiều đơn vị tổ chức giải bóng đá, hội thi tuyên truyền ca khúc măng non. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy Thanh Oai Nguyễn Nguyên Hùng ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, cố gắng và sự vào cuộc tích cực của các phòng, ban, ngành, đoàn thể, các thành viên ban chỉ đạo hè của huyện, ban chỉ đạo hè các xã, thị trấn. Để làm tốt công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên nhi đồng, thời gian tới, ông Nguyễn Nguyên Hùng đề nghị các ban, ngành, đoàn thể huyện, cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn tiếp tục tuyên truyền cho cán bộ, đoàn viên, hội viên và toàn thể nhân dân về luật trẻ em, nâng cao nhận thức, trách nhiệm về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, tố giác kịp thời các hành vi bạo lực, xâm hại ngược đãi trẻ em, đồng thời tăng cường công tác giáo dục toàn diện, đổi mới phương thức hoạt động thiếu niên nhi đồng, đặc biệt là đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt đội, sinh hoạt thiếu nhi tại địa bàn dân cư, tổ chức các hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn phòng chống tai nạn thương tích trẻ em, tổ chức dạy bơi và kỹ năng an toàn, xử lý tình huống dưới nước cho trẻ em. 6 đội thi gồm Cao Viên, Tam Hưng, Bình Minh, Hồng Dương, Dân Hòa và thị trấn Kim Bài đã xuất sắc vượt qua vòng sơ khảo, tham gia tranh tài tại vòng chung kết liên hoan các đội tuyên truyền măng non tìm hiểu luật trẻ em. Các đội thi đã trải qua 3 phần gồm giới thiệu đội thi, hùng biện và tuyên truyền. Cả 6 đội thi đã thể hiện nhiều tiết mục, tiểu phẩm đặc sắc với nội dung tuyên truyền về ý nghĩa, sự cần thiết của việc nâng cao kỹ năng sống, kỹ năng tự bảo vệ, phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em, phòng, chống tai nạn, thương tích, đuối nước trẻ em và các vấn đề liên quan đến trẻ em. Theo đánh giá của Ban giám khảo hội thi, cả 6 đội tham dự vòng chung khảo đều rất xuất sắc. Bằng sự diễn xuất tự nhiên của các diễn viên nhí, các đội thi đã đem đến những tiểu phẩm hay, lắng đọng, lan tỏa nhiều thông điệp ý nghĩa về công tác chăm lo, giáo dục và bảo vệ trẻ em. Chung cuộc, ban tổ chức đã trao giải nhất cho đội tuyên truyền măng non Bình Minh, 2 giải nhì cho đội tuyên truyền măng non thị trấn Kim Bài và Dân Hòa, 3 giải ba cho đội tuyên truyền măng non Cao Viên, Tam Hưng và Hồng Dương.